Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là mình lực lại con limousine thần thánh này. Một xe siêu dài, siêu đắt. Giá của nó là bằng mấy cái nhà đấy. Đã không dám đi nhanh luôn. Chỉ đã xước một phát thì thôi. Đến mừng mấy năm tiền lương luôn chứ không phải mấy tháng nữa. Ý. Xe dài rồi ngon. Rất là khó lái luôn. Xe thì dài, bắt mình đi đường cong này. Suốt ngày cua. À, may quá đây có cái xe này. Cho lên xe đầu kéo này, chở đi để cho nhẹ nhàng. Vào chuồng.